ở Hà Nội đón công chúa Thụy Điển, công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Disari và phu quân chưa mùng 7 tháng 5 đến một quán vỉa hè ở quận Ba Đình để thưởng thức bún bò. Quán nằm trong ngõ nhỏ trên phố Kim Mã thượng đã có thâm niên 20 năm, khách quen đến đây đều quen thuộc với thực đơn sáng, phở gà, bún thang, chưa là bún bò Nam Bộ. Chủ quán là ông Trần Minh Cường và bà Đào Thanh Thủy. Theo ông chủ, món bún bò Nam Bộ phục vụ cách đây 10 năm, món ăn là sự kết hợp giữa thịt bò xào với bún và các loại rau như húng. Xà lách, thịt bò phải được ướp kỹ theo công thức trước khi chế biến. Nước bám ăn kèm được cho thêm chút hành phi để tăng mùi thơm. Theo ông cường, trước ngày công chúa đến khoảng một tuần, cán bộ của sứ quán Thụy Điển đã qua và đặt hai dãy bàn riêng cho một đoàn cấp cao Thụy Điển dùng bữa trưa. Việc bán hàng của quán vẫn diễn ra bình thường trong thời gian đoàn khách này ghé thăm. Công chúa Victoria Ingrid Alice Disari cùng đoàn khách gọi bún bò theo thực đơn bữa trưa. Sau khi nghe ông cường giới thiệu về món ăn, công chúa tự tay vắt chanh thêm tương ớt trước khi thưởng thức món ăn, bà cũng rất thành thạo trong việc sử dụng đũa. Quán này nằm trong sân nên có chỗ để xe và chỗ ngồi rộng rãi, khách ngồi thưởng thức trên những bộ bàn ghế nhựa được chủ quán xếp ngăn nắp, bên cạnh bún bò, bạn có thể chọn bún thang hoặc phở để đổi vị, quán bán từ 6 giờ đến 14 giờ mỗi ngày. Ẩm thực Việt là một trong những trải nghiệm luôn được du khách nước ngoài yêu thích, nhiều món ngon đã được các chính khách thử và gây ấn tượng, trong đó, cựu tổng thống Mỹ tỏ ra thích thú với bún chả ở Hà Nội. Thủ tướng Canada từng thử cà phê ở vỉa hè Sài Gòn. Thủ tướng Australia dành nhiều lời khen cho bánh mì Đà Nẵng. Chuyến thăm Việt Nam của công chúa Thụy Điển diễn ra ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 5 nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 3 ngày, công chúa gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam, sự diễn đàn doanh nghiệp hai nước và tham gia một số hoạt động như tập thể dục sáng với người dân tại tượng đài Lý Thái Tổ, đi dạo cầu Thê Húc ở Hà Nội. Di Vĩ